Có nhiều món không những ăn khi mà nhắc tới thì mình thèm đâu, mà có những món chỉ nhắc tới thôi là mình đã thấy nhớ rồi. Ví dụ như là cái món kẹo kéo nè, chừng 15-20 năm trước thì chắc hẳn đây là một cái món ngon được học trò mong chờ nhiều nhất vào giờ ra chơi. Đâu còn nhớ là hồi đó mỗi khi mà xe kẹo kéo mà dừng ở trước cổng trường thì tất cả, có thể nói là cả lớp luôn đó, mua quanh ông kẹo kéo và cùng nhau quay số, chỉ cần 500 đồng thôi. Sau này thì lên tới 1.000 đồng là được quay số may mắn để biết được là chiều dài của cây kẹo chúng ta. Nếu như mà hên á thì được số 10, 11 và cao nhất là số 12 thì cây kẹo rất là dài. Còn nếu như không may lắm thì số 1, số 2, số 3 là cây kẹo cũng cũng thôi. Và nếu như ngon hơn, có một bí quyết mà lúc đó Long thường hay áp dụng, đó chính là có thêm một ly nước đá nữa. Khi mà mình nhúng kẹo vào nước đá thì cắn sẽ nghe giòn rụm.